Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 8 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, sáng sớm ngày 7 tháng 9, dưới ảnh hưởng của lượng mưa lớn liên tục, nhiều đoạn đường ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra sạt lở đất đá. Tính đến 19 giờ ngày 7 tháng 9, thảm họa đã khiến 17 thị trấn ở tỉnh A Ba bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, với 7 người chết, 24 người mất tích, 6 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng và một lính cứu hỏa hy sinh trong cứu nạn. Làm thế nào để phòng ngừa và ứng phó với các tai biến địa chất như sạt lở đất và các dòng chảy đá vụn trong mùa mưa là câu hỏi được tìm kiếm trên Weibo và Baidu nhiều nhất trong những ngày qua. Theo bản tin của CCTV, phóng viên được biết từ văn phòng thông tin của chính quyền tỉnh A Ba rằng tính đến 19 giờ ngày 7 tháng 9, thảm họa đã khiến 17 thị trấn ở tỉnh A Ba bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau với 7 người chết, 24 người mất tích và 6 người bị thương. Theo thống kê sơ bộ, thảm họa đã khiến hơn 49.000 du khách bị mắc kẹt. Hiện hơn 36.000 du khách đã được chuyển đi đến nơi an toàn. Hơn 13.000 du khách đang chờ được chuyển đi an toàn. Phóng viên tìm hiểu từ Sở Công an tỉnh Tứ Xuyên, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 9, tại nhiều nơi ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh A Ba đã xảy ra lở đất, khiến nhiều tuyến đường, liên lạc, điện bị gián đoạn. Cảnh sát an ninh công cộng A Ba túc trực, nỗ lực hết sức để đảm bảo các kênh cứu hộ khẩn cấp. Lúc 2 giờ 21 phút, Lữ đoàn Vấn Xuyên thuộc huyện đội A Ba nhận được tin báo từ quần chúng nói rằng lũ quét đã xảy ra ở thị trấn San Giang, thị trấn Geng Da và những nơi khác ở Vấn Xuyên và một số người đã bị mắc kẹt. Lữ đoàn Vấn Xuyên đã cử đội chuyên trách thị trấn Jing Siu, đội chuyên trách thị trấn Sumo và phi đội Vấn Xuyên đến giải cứu. Vào sáng ngày 7 tháng 9, các phương tiện truyền thông được biết từ quân đoàn cứu hỏa và cứu hộ Tứ Xuyên rằng hai nhân viên cứu hỏa toàn thời gian tham gia cứu hộ khẩn cấp đã mất liên lạc trong quá trình cứu hộ cứu nạn. Hiện tại, hai nhân viên cứu hỏa đã xác định được tình hình của anh ấy đã an toàn và ổn định. Hiện tại, quân đoàn cứu hỏa và cứu hộ tỉnh Tứ Xuyên đã triển khai một kế hoạch cứu hộ xuyên khu vực. Sở chỉ huy toàn quân của quân đoàn, đơn vị hỗ trợ liên lạc khẩn cấp, lực lượng tiếp viện của biệt đội A3 và các đơn vị cứu hộ đường thủy của Thành Đô và Miyang Detachment đã nhanh chóng đến hiện trường. Bắt đầu từ tối ngày hôm trước đó, Tứ Xuyên xảy ra một đợt mưa lớn mới khiến nhiều nơi xảy ra thiên tai. Sáng sớm ngày 7 tháng 9, dưới ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, nhiều đoạn đường ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh A3, huyện Ly, huyện Mao, huyện Sông Phan và huyện Ô Long bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Cũng trong sáng cùng ngày, hai công nhân của nhà máy xử lý nước thải Ô Long số 1 ở Tứ Xuyên đã bị mắc kẹt do lũ quét vì mưa lớn. Lực lượng cứu hỏa khẩn trương đến hiện trường để tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Đến 6 giờ 40 phút, một người mắc kẹt đã được giải cứu, người dân còn lại mắc kẹt bị lũ cuốn trôi do không đủ thể lực. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục cứu nạn. Sáng ngày 7 tháng 9, lượng mưa lớn khiến các tuyến đường từ huyện Vấn Xuyên đến Thành Đô và Lixian bị gián đoạn, đường xá và thông tin liên lạc ở thị trấn San Giang, thị trấn Sumo và thị trấn Genda, thị trấn Ginko và các nơi khác bị gián đoạn khiến không thể đi được, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Đêm hôm trước đó, mưa lớn đổ xuống huyện Lộc Sơn, thành phố Yan, tỉnh Tứ Xuyên khiến nhiều tuyến đường bị gián đoạn. Theo đội cảnh sát giao thông thuộc văn phòng công an thành phố Yan, đường Dan Chi Gang, đường Gu Sang và thị trấn Dan Chuan, khu du lịch Thác Hô San thuộc thị trấn Dan Chuan và đường Kiêng Lu, đường Hu Ta Bay thuộc quận Thái Bình, đường Hu Ta Bay đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và mặt đường bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, theo văn phòng công an huyện Lusan, tình trạng ngập úng ở làng Hensi, huyện Kingren rất nghiêm trọng. Hiện công việc cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 9, lượng mưa lớn ở huyện Vân Xuyên, tỉnh A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã gây ra thảm họa lốc xoáy núi và dòng chảy mảnh vỡ ở nhiều thị trấn và làng mạc. Đường xá, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn ở nhiều nơi, khiến nhiều người bị thương vong. Sau khi nhận được báo cáo, Bí thư Đảng ủy lãnh đạo Cục Quản lý Khẩn cấp Hoàng Minh đã lập tức đến Trung tâm Chỉ huy để chỉ đạo, điều động và triển khai công tác ứng cứu khẩn cấp. Các đồng chí phụ trách Sở Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên và đội cứu hỏa được kết nối bằng video và quan tòa huyện Vấn Xuyên được liên lạc qua điện thoại để nắm được tình hình liên quan. Một nhóm công tác bao gồm các nhân viên và chuyên gia về kiểm soát lũ lụt địa chất, cứu hộ và cứu trợ thiên tai đã được điều động đến khu vực thiên tai để hỗ trợ và hướng dẫn cứu hộ,
Sau thảm họa, Ban Quản lý Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên lần đầu tiên từ tỉnh A Ba và huyện Vân Xuyên phân tích, phán đoán tình hình thiên tai, triển khai ứng phó cấp độ 3. Điều động trực thăng đến khảo sát tình hình thiên tai, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành cứu hộ trên không cho những người bị mắc kẹt trên hòn đảo bị cô lập. Một nhóm công tác do 3 lãnh đạo sở dẫn đầu đã được điều động đến khu vực thảm họa Vân Xuyên để hướng dẫn cứu hộ khẩn cấp địa phương. Đồng thời, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên đã khẩn trương huy động đội cứu hỏa tỉnh và Cục Quản lý Thông tin Liên lạc tỉnh, cử tổng cộng 9 thuyền cứu hộ, 29 phương tiện thông tin liên lạc cứu hộ và 115 nhân viên cứu hộ và kỹ thuật đến khu vực thiên tai. Và lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 9, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp 4. Đợt đầu tiên của lực lượng cứu hộ bao gồm Sở Chỉ huy Quân đội Cứu hỏa tỉnh Tứ Xuyên, đội Thành Đô, đội A3 và đội Myanyang. Tổng cộng 28 xe, 115 người và 2 con chó đã nhanh chóng đến hiện trường. Ngoài ra, nhóm lực lượng cứu hộ thứ hai bao gồm các đội Thành Đô, Tân Giang, Lạc Sơn, Siêu Ninh, Gia An và Dinh Giang. Và nhóm lực lượng cứu hộ thứ ba từ các đội Guangtian, Nangchon, Yibin và Mesan, tổng cộng 72 phương tiện, 388 người và 8 con chó, chở dụng cụ phá rỡ, xuồng phụ trách, xuồng cao su, thiết bị cứu hộ vượt lũ đã được lắp ráp sẵn sàng. Đồng thời, lực lượng cứu hộ, cứu hỏa tỉnh Tứ Xuyên đã phối hợp thông tin liên lạc địa phương, điều hướng máy bay không người lái, máy móc lớn và các doanh nghiệp khác cùng với lực lượng cứu hộ xã hội với tổng số 81 người và 33 phương tiện mang thiết bị để thực hiện cứu hộ. Quận Vân Xuyên đã chuyển thành công hơn 30.000 người. Tính đến 15 giờ ngày 7 tháng 9, huyện Vân Xuyên đã chuyển thành công trước hơn 30.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khách du lịch, bao gồm hơn 13.000 người ở thị trấn San Giang, hơn 6.000 người ở thị trấn Sumo và hơn 10.000 người ở phần phía bắc của quận. Hiện tại ước tính sơ bộ hơn 13.000 khách du lịch, không bao gồm ở U Long và Genda, trong quận vẫn đang được tiến hành cứu hộ. Cảnh báo bão màu xanh lam. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 7 tháng 9, dự báo 20 giờ ngày 7 tháng 9 đến 20 giờ ngày 8 tháng 9. Ở phía tây, khu vực phía tây có mưa dông hoặc mưa rào trên toàn lưu vực, bao gồm Gia An, Tây Nam Chengdu, Tây Mesan, Bắc Lạc Sơn và A Ba. Có mưa lớn, lượng mưa từ 80-100mm trong khu vực San Yinh của Yu và mưa lớn với lượng mưa từ 140-200mm ở một số nơi khác. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán ở Tứ Xuyên đưa ra cảnh báo màu vàng đối với thảm họa lũ lụt trên núi lúc 17 giờ ngày 7 tháng 9. Từ 20 giờ ngày 7 tháng 9 đến 20 giờ ngày 8 tháng 9, Taikwan, Baoxing, Yingjing, Lushan, Vân Xuyên, Ebian, Deyi, Chongju và các quận, thành phố khác có nhiều khả năng xảy ra thảm họa núi lửa hơn. Và Seongjin, Kangding, Dude, Hanjuan, Yucheng, Hongja, Jikuhe, Mabian, Kyunglai và các quận, thành phố khác có thể xảy ra lũ quét. Dòng chảy đá vụn là một dòng nước xoáy đặc biệt mang theo một lượng lớn trầm tích, đá và đá tảng do mưa lớn hoặc băng tuyết tan chảy trên các thung lũng hoặc sườn núi. Những dấu hiệu của một vụ trượt bùn như nước sông bất thường. Nếu dòng nước bình thường ở lòng sông, lòng mương đột ngột ngừng hoặc lũ lên đột ngột có thêm củi, cây cối thì có nghĩa là dòng chảy đá vụn đã hình thành ở thượng lưu lòng sông, lòng mương. Ngọn núi bất thường trên núi có nhiều dòng nước trắng xóa, mái dốc bị biến dạng, lồi lõm, nứt toác, thậm chí có vật trên dốc nghiêng ngả. Các tình huống bất thường khác, đất khô cằn lâu ngày bắt đầu tích nước, đường xá nứt nẻ, bốt điện thoại công cộng, cây cối, tường rào bị nghiêng đổ đột ngột. Mưa không ngớt, mực nước suối hạ xuống nhanh chóng chỉ sau khi mưa tạnh. Nếu gặp phải lở đất, mọi người hãy vứt bỏ ngay các vật nặng và thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Chạy nhanh sang hai bên theo hướng dòng chảy mảnh vụn thẳng đứng. Nếu dòng chảy mảnh vụn cuộn từ bắc xuống nam, nó phải chạy theo hướng đông và tây. Nếu bạn đang ở dưới đáy mương, đừng chạy ngược dòng hoặc xuôi dòng theo hướng của con mương, chứ đừng nói là ở trên dốc lõm. Đừng trèo cây để trốn và đừng ở trong những chỗ trũng thấp có lớp đất dày trên sườn dốc hoặc ẩn mình sau những tảng đá lăn và đống gạch vụn. Sau khi mưa tạnh, đừng vội quay lại thung lũng, bạn nên đợi một thời gian. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bài tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.